Thưa quý vị, vậy là một mùa hè tràn đầy niềm vui của trẻ em Đà Nẵng đã dần khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Những trải nghiệm bổ ích trong 3 tháng hè vừa qua sẽ là nguồn năng lượng tích cực đưa các em bước vào một năm học mới tràn đầy hứng khởi, tự tin. Hè năm nay cùng với sự quan tâm của các ngành chức năng, các đoàn thể và cộng đồng xã hội, thiếu nhi Đà Nẵng đã được thỏa sức học hỏi vui chơi, rèn luyện nhiều kỹ năng bổ ích. Cùng với các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu thể dục thể thao, các lớp dạy bơi miễn phí tiếp tục được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được học tập các kỹ năng phòng chống đuối nước các thầy thầy dạy bơi rất là tốt và chỉ cho con những cách bơi khác nhau rất là tuyệt vời với phương châm hướng về trẻ em thành phố đà nẵng đã dành nhiều sự quan tâm cho thiếu nhi địa phương nhiều chương trình thiết thực hướng đến đa dạng các đối tượng trẻ em đã được tổ chức như trào học bổng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tổ chức các hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn ngày hội tuổi thơ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật trẻ em và các nghị định chỉ thị về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, xây dựng nâng cấp các công trình phúc lợi cho trẻ em, tăng cường trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho trẻ em. Tuyên truyền cái vấn đề thứ nhất là chuyển đổi số này cho các em thứ nhi, là tuyên truyền về an ninh mạng, À, cho các em để qua đó giúp các em có những cái trang bị những kiến thức à, tốt hơn, à, an toàn hơn, lành mạnh hơn. Đáng chú ý, hè năm nay chương trình ngày hè trong quân đội đã có sự lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thanh thiếu niên địa phương và được các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em trải nghiệm, rèn luyện để trưởng thành hơn. À, tụi con cũng học được rất là nhiều điều mới, hay là những cái kỷ luật mà rất là nghiêm khắc ở trong quân đội. Mùa hè năm nay cũng tròn vẹn hơn và ý nghĩa hơn khi thành phố tiếp tục quan tâm tổ chức diễn đàn, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với trẻ em, nhằm lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của các em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em quan tâm. Một mùa hè vui tươi thú vị đã ghép lại, nhưng những trải nghiệm bổ ích sẽ là nguồn năng lượng tích cực để các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện khi bước vào năm học mới trong sự quan tâm của gia đình, xã hội.